thế nào ạ? Mình cảm thấy khá là lạ, bởi vì nếu như vào một cửa hàng mỹ phẩm thì người ta thường nói về nào những cái sản phẩm mà nó gần như là gần như là nếu mình mua hàng thì người ta không cần phải cái kiểu là tư vấn xem ra của mình có cái nào như vậy loại nào. Còn nếu mà mình ra ngoài mình không mua nữa ấy, thì người ta cảm thấy độ cũng không tốt, khó chịu. Nhưng mà mình thấy ở đây thì nhưng mà tư vấn về da, thứ hai nữa là mình xem cái đấy nó có hợp với mình hay không, hợp với mình, hợp với túi tiền của mình.